Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 4 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp. Giao ban công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường Tân Phúc Vọng Phàn. Bà Ngô Thị Lân, người có nhiều hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Nhân ngày phòng cháy chữa cháy toàn dân mùng 4 tháng 10, chương trình có phản ánh về cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại nhà xưởng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự và phát biểu có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy và gần 230 đại biểu. Nhiệm kỳ 2019-2024 vừa qua, phong trào thanh niên trong tỉnh tập trung với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, các hoạt động vì người nghèo, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, hành trình đến địa chỉ đỏ, triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động nghĩa tình biên cương Tổ quốc, chương trình tháng 3 biên giới, hành trình biển đảo quê hương. Các cấp bộ đoàn đã đóng góp gần 3,5 tỷ đồng hỗ trợ thiếu nhi, nhân dân tại các tỉnh biên giới gặp khó khăn, sửa chữa hơn 50 km đường giao thông nông thôn, 65 nhà văn hóa thôn và hơn 100 km kênh mương được khơi thông, xóa bỏ 50 điểm đen rác thải. Đã có gần 3.500 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, trong đó có khoảng 450 mô hình sản xuất áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Mình đã về quê hương khởi nghiệp mô hình giặt nà, rồi sau đó mình phát triển về nước giặt. Từ đó mình đã cung cấp đi toàn quốc, gây dựng một thương hiệu của quê hương mình. Ngoài ra, ở trong địa phương mình đã giúp cho nhiều thanh niên có thêm một thu nhập công việc ổn định tại quê hương. Trong nhiệm kỳ mới thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo nghị quyết của đại hội lần thứ 6 của tỉnh. Và chúng tôi cũng sẽ có những cái phương hướng hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và sẽ cố gắng để tăng cái nguồn vốn dư nợ ở bên ngân hàng chính sách để cho thanh niên có các cái nguồn vốn, tiếp cận được các nguồn vốn dễ dàng hơn. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy ghi nhận những kết quả mà Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn các cấp bộ hội sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành mọi phong trào, công việc trong nhiệm kỳ 2024-2029. Thanh niên là lực lượng đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng, nhiệt huyết. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cần phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và phát huy truyền thống thanh niên Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, nâng cao vai trò của tổ chức hội xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập và phát triển. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phải là ngôi nhà quy tụ, che chở, nuôi dưỡng những hoài bão, phát huy tiềm năng, trí tuệ và các giá trị của người trẻ và thanh niên, cần cùng với đoàn thanh niên để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên có tâm, có tầm, có trí, có tài, ngăn chặn đẩy lùi các âm mưu lợi dụng để chia rẽ, gây mất đoàn kết trong xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền để thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống lại các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, giúp thanh niên nuôi dưỡng ước mơ hoài bão lớn và định hướng để mỗi thanh niên tiếp tục tự giác và ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi, chủ động phối hợp các cấp các ngành định hướng nghề nghiệp, mở các lớp đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đã tặng lãng hoa của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúc mừng đại hội, trao bảng vàng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng thanh niên Hưng Yên với nội dung đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, bản lĩnh, khát vọng phát triển. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 6 gồm 34 đại biểu, cử 11 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, đồng thời bầu đồng chí Vương Như Hoan, Phó Bí thư tỉnh đoàn, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2024-2029. Chiều nay, Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường Tân Phúc Vọng Phàn. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy.
đối với dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp, đất công đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp. Toàn tỉnh đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư gần 203 ha, đạt 90%, di chuyển được 4.176 ngôi mộ, đạt 99,3%. Đối với dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp, đất công đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất nghĩa trang. Đến nay đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư 164 ha, đạt 93,8%, di chuyển được 454 ngôi mộ, đạt 40%. Đại diện các địa phương đã trao đổi một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng như hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình có nhiều biến động so với bản đồ địa chính, số lượng hộ có đất ở trong diện phải thu hồi lớn, hồ sơ giấy tờ liên quan không đầy đủ, việc tuyên truyền nhân dân di chuyển mộ hung táng chưa đủ thời gian cải táng gặp nhiều khó khăn. Đối với dự án đường Tân Phúc - Võng Phan, còn một số hộ gia đình chưa đồng ý phối hợp trong việc kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất. Nhiều hộ dân có diện tích đất ở, đất trồng cây lâu năm, ao phải thu hồi, nhưng diện tích còn lại không đủ điều kiện tái định cư. Cơ bản hiện nay là mấy sở chúng tôi là có 158 chủ sử dụng đất là bị coi như thu hồi, thì 158 chủ sử dụng đất này là có 181 thửa. Thế nhưng mà trong khi đó là chúng tôi xét coi như theo luật thì xét tái định cư mới được có 36 hộ, còn lại coi như 82 hộ là không đủ điều kiện coi như tái định cư. Thế nhưng mà nay quy định là trong trên thửa đất đó mà không có nhà ở thì không đủ điều kiện để bố trí tái định cư. Cái này tôi thấy rất là bất cập, bởi vì các gia đình di rời để phục vụ cho công trình của coi như quốc gia chứ không phải là khu đấu giá đất giãn dân. Đối với công trình thoát nước trên kênh và tưới tiêu vướng mắc đấy thì cái này công trình phải nghiên cứu. Chúng tôi thấy ví dụ như chúng tôi nằm trên các trục của kênh chính tiêu vậy, thế nhưng mà song hành của hai tuyến đường thì đã đặt ví dụ như cống tiêu. Thế nhưng giữa mà sau này cái lộ trình nó nằm ở giữa 29 mét không làm thì rõ ràng sẽ ắc tách tắc cho cái hệ thống đấy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các địa phương trong vùng dự án cần vào cuộc tích cực trong vận động tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của người dân, di rời mùa mả, phấn đấu hoàn thành xong trước Tết âm lịch. Các sở ngành cần phối hợp với các địa phương nắm bắt khó khăn vướng mắc của người dân để tham mưu với tỉnh có phương án giải quyết xử lý kịp thời, nhất là gỡ khó cho người dân về diện tích chuyển đổi để chuyển mộ. Ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh cần khảo sát kỹ lưỡng để bố trí đường dân sinh cho người dân. Toàn tỉnh phấn đấu sẽ thông tuyến hai tuyến đường này vào ngày 30 tháng 9 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức tham quan Sở Chỉ huy diễn tập, Sở Chỉ huy cơ bản trong căn cứ chiến đấu và trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Kết, huyện Khoái Châu. Dự tham quan có đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Các đại biểu đã đến tham quan trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Kết, huyện Khoái Châu. Đây là trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã đầu tiên làm điểm và rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh, với tổng mức đầu tư trên 6 tỷ đồng với các hạng mục phòng làm việc, phòng giao ban, phòng ăn, phòng ngủ, kho chứa vũ khí trang bị, bảo đảm tốt cho hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân thường trực trong những ngày thực hiện nhiệm vụ. Sở Chỉ huy cơ bản trong căn cứ chiến đấu huyện Kim Động và thao trường huấn luyện tổng hợp Sở Chỉ huy diễn tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã được cấp ủy chính quyền quan tâm bố trí quỹ đất và kinh phí đầu tư với các hạng mục đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm tốt cho công tác huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Sở Giao thông Vận tải đang làm chủ đầu tư các dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó có một dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải, hai dự án trọng điểm tỉnh, 14 dự án đang tổ chức thi công. Năm 2024, Sở Giao thông Vận tải được giao nguồn vốn kế hoạch gần 3.000 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân đến hết tháng 9 được gần 1,7 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 56% kế hoạch năm. Trong đó, giải ngân vốn ngân sách tỉnh được 1.260 tỷ đồng, đạt 78%. Giải ngân vốn ngân sách trung ương điều tiết về tỉnh được 400 tỷ đồng trên 1.326 tỷ đồng, đạt 30%. Một số công trình trọng điểm có tiến độ thi công và giải ngân nhanh là dự án tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan, giao đường tỉnh 378 được 470 tỷ đồng, dự án xây dựng đường bên giao quốc lộ 38B được 57 tỷ đồng, đều đạt 100% kế hoạch. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên được 220 tỷ trên 250 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch.
Có được kết quả trên là do chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc giám sát nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực để thi công. Nhiều công trình công nhân đã thi công xuyên kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 2 tháng 9, cũng như trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, các địa phương cũng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, vận dụng linh hoạt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo đồng thuận trong nhân dân, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Năm 2024, thành phố Hưng Yên được giao thu 550 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất. Đến hết tháng 9, thành phố đã tổ chức được 14 phiên đấu giá đất với số tiền chúng đấu giá trên 790 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch. Số tiền chúng đấu giá đã thu được là trên 460 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Theo ghi nhận, các phiên đấu giá quyền sử dụng đất năm nay có số lượng người tham gia đấu giá đông hơn, tỷ lệ chúng đấu giá và mức chênh lệch giữa giá khởi điểm với giá chúng cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, từ đầu tháng 8 đến nay, các phiên đấu giá diễn ra sôi động tại các địa điểm đấu giá như khu dân cư mới xã Bảo Khê, khu dân cư mới phường Lam Sơn, khu dân cư mới Vì Văn, xã Liêm Phương, khu dân cư trung tâm xã Phương Triểu. Giá khởi điểm đưa ra từ hơn 16 triệu đến hơn 20 triệu đồng một mét vuông, song giá chúng đều tăng từ 30 đến 50%. Cá biệt, có những suất giá chúng cao gấp đôi giá khởi điểm. Trong 3 tháng cuối năm 2024, thành phố Hưng Yên có kế hoạch tổ chức thêm 4 đợt đấu giá với hơn 110 thửa đất đã có quyết định phê duyệt giá khởi điểm. Việc đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất góp phần đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025. Trong các tháng đầu năm nay, cùng với đấu giá quyền sử dụng đất, các địa phương tại thị xã Mỹ Hào còn tiếp tục xử lý đất dôi dư để tạo nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng. Lũy kế đến hết tháng 9 năm 2024, thị xã Mỹ Hào đã cấp đổi được gần 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và hàng chục giấy chứng nhận đất nông nghiệp, xử lý đất dôi dư cho 9 trường hợp với số tiền trên 2 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9 đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 23 thửa đất ở, xử lý đất dôi dư 6 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên địa bàn thị xã hiện vẫn còn hàng chục nghìn mét vuông đất dôi dư xen kẹt đủ điều kiện để nộp tiền và hàng nghìn thửa đất giao trái thẩm quyền qua các thời kỳ cần được xử lý. Xử lý đất dôi dư không chỉ tạo nguồn lực để các địa phương xây dựng hạ tầng mà còn là cơ sở đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đồng thời là cơ sở để hoàn thiện hệ thống dữ liệu về quản lý đất đai. Khôi phục lại kinh tế bị thiệt hại do mưa lũ, bà con nông dân xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã và đang tập trung đẩy mạnh sản xuất. Xã Yên Phú là địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp nhiều nhất huyện Yên Mỹ với 540 ha, chủ yếu trồng cây ăn quả và rau màu các loại. Mưa lũ đã làm gần 400 ha bị gãy đổ, hư hỏng, trong đó một phần diện tích rau màu được bà con khắc phục trồng lại ngay sau lũ, hiện đã chuẩn bị cho thu hoạch. Với diện tích cây ăn quả bị hỏng chết do nước rút chậm, bà con đang làm đất để hạn chế mầm bệnh tồn dư trong đất và để tơi xốp, sau đó chủ động hạt giống để gieo trồng cây vụ đông thay thế, chủ yếu là hành lá, cải bắp, súp lơ, su hào. Việc lựa chọn trồng các cây rau màu vừa giúp cải tạo đất, nhanh chóng có nguồn thu nhập và góp phần tăng giá trị sản xuất trồng trọt. Thời gian qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều gia đình phải đối mặt với mất mát và khó khăn trong cuộc sống. Nhưng giữa những hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, vẫn có những tấm lòng vàng sẵn sàng giang tay giúp đỡ, chia sẻ để cùng cộng đồng vượt qua hoạn nạn. Bà Ngô Thị Lân, một người con quê hương tại thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đã trở thành tấm gương sáng với nhiều hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Xa quê hương, khi cuộc sống có điều kiện hơn, thấu hiểu nỗi khổ của bà con, bà Ngô Thị Lân đã liên hệ cùng chính quyền xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, ủng hộ 5 tấn gạo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phạm Ngũ Lão để chia sẻ tới hơn 200 hộ dân của 4 thôn Tiên Quán, Cốc Ngang, Cốc Khê. Tuy không nhiều, nhưng chứa đựng trong đó tình cảm của người con quê hương luôn dõi theo cuộc sống ở quê nhà. Là người được về sinh ra ở quê hương thôn Tân Quán, cơn bão số 3, bà con ảnh hưởng là mất mùa, lúa bị ngập, cây cối hoa màu cũng như là tôm cá là bị mất hết, là về thôn làm giúp đỡ bà con, chia sẻ bà con có vẻ là có hoàn cảnh khó khăn, những hộ nghèo của xã Ngũ Lão cũng như bà con của thôn Tân Quán. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phạm Ngũ Lão đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cái hội nghị phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Mặt trận Tổ quốc xã đã được tiếp nhận 5 tấn gạo từ bà Ngô Thị Lân, là một người con quê hương của thôn Tân Quán, xã Phạm Ngũ Lão, sẽ phát cho 250 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Không chỉ chung tay trong công tác cứu trợ thiên tai cho bà con, năm 2019, bà Lân cũng đã tham gia góp sức, phối hợp cùng với chính quyền địa phương, đầu tư 50% kinh phí, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường quê kéo dài 2,5 km của thôn Tiên Quán với trị giá hàng tỷ đồng. Và từ thời điểm đó đến cuối năm 2022, bà hỗ trợ một phần kinh phí tiền điện chiếu sáng hàng tháng. Từ năm 2023 đến nay, 100% chi phí tiền điện chiếu sáng của hệ thống do bà chi trả hàng tháng với số tiền trên 2 triệu đồng để giúp đỡ cho bà con nhân dân. Được cái đường điện chiếu sáng như thế này là rất là thuận tiện cho bà con, rồi là các phương tiện đi lại rất là sáng từ ngoài đường 39 vào đến đây. Coi như là bà con các cháu đi làm công ty về tối cũng có ánh sáng đi lại, và các con em buổi tối thiếu niên nhi đồng cũng ra tập thể dục rồi là vui chơi rất là lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, liên tục trong vòng một tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 9 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 3 vụ cháy, cho thấy nguy cơ cháy nổ vẫn luôn ở mức cao và có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất kể ai, kể cả những cơ sở kinh doanh sản xuất được cho là ít nguy cơ cháy. Vì vậy, cùng với việc trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cần nâng cao ý thức của chính mình. Đây là hình ảnh vụ cháy xảy ra ngày 12 tháng 9 tại xưởng sửa chữa ô tô 360 của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Khang Minh trên địa bàn xã Việt Hòa, huyện Quai Châu. Sau gần một tháng khắc phục đến nay, xưởng vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Nguyên nhân gây ra cháy thì chưa có kết luận cụ thể, nhưng thiệt hại của vụ cháy thì lên tới hơn 4 tỷ đồng. Đại diện của xưởng cho biết trước khi cháy, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của xưởng chỉ có một số bình chữa cháy. Chính vì vậy, khi phát hiện cháy thì đã muộn. Lúc mà phát hiện ra thì là nó có ngọn lửa to rồi thì không dập được. Khuyến cáo mọi người là mình phải sắm đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy, vòi báo, dù tốn mấy thì chúng ta lên sắm đầy đủ để cho đảm bảo. Tương tự như vậy, gần một tháng nay, kể từ khi cửa hàng bị cháy, ngày 11 tháng 9, anh Hoàng Văn Tám, chủ cửa hàng xe đạp điện trên địa bàn xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, ngày nào cũng cầm cụi sửa chữa, lau rửa những chiếc xe đạp bị ảnh hưởng nhẹ với hy vọng vớt phát lại chút vốn, giảm thiệt hại sau vụ cháy cửa hàng. Anh Tám cho biết, cửa hàng nhà anh đã được cơ quan chức năng hướng dẫn yêu cầu trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy theo yêu cầu của hộ kinh doanh cá thể. Dù anh rất cẩn trọng trong phòng ngừa như không đun nấu, không đạp ắc quy, ra về ngắt điện, thế nhưng vẫn xảy ra cháy mà không biết nguồn cháy do đâu. Chúng em cũng không biết là nó xuất phát từ điểm nào cả, nguồn lửa nó từ đâu ra. 12 giờ trưa là em khóa cửa đi về, đến tầm hơn 2 giờ thì nghe tin cháy, thì vợ chồng em chạy lên thôi. Khuyến cáo các hộ kinh doanh là nên lắp cái hệ thống còi báo cháy, khi mình không có cửa hàng thì có thể là xung quanh hàng xóm rồi họ biết được, họ hỗ trợ. Xã Liêu Xá hiện có hơn 70 cơ sở kinh doanh kết hợp với nhà ở và 128 cơ sở nhà trọ. Cơ bản các điểm trên đều đã được nhắc nhở yêu cầu trang bị thiết bị phòng cháy theo quy định. Tuy nhiên, qua thực tế, vụ cháy trên cho thấy như vậy là chưa đủ. Tham mưu Ủy ban xã thành lập thêm các cái tổ liên gia và trang bị cho các cái tổ liên gia hệ thống báo cháy tự động liên kết trực tiếp với cái hệ thống của tổ liên gia, để khi xảy ra cháy tại một trong những cái thành viên của tổ liên gia thì các cơ sở còn lại, các hộ kinh doanh bên cạnh đều biết và sang hỗ trợ về công tác chữa cháy, hạn chế tối đa cái việc xảy ra cháy, cũng như là khi xảy ra cháy thì hạn chế tối đa cái thiệt hại về, đặc biệt là về người và tài sản. Thực tế trên đây cho thấy công tác phòng chống cháy nổ phải luôn được đặt lên hàng đầu, với sản xuất phải luôn song trùng để đảm bảo an toàn, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh những mặt hàng dễ cháy. Không chỉ đầu tư hệ thống ngăn ngừa báo cháy mà còn phải thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra bảo dưỡng, và đặc biệt là tập huấn trang bị kiến thức cho người lao động.